Hoa hậu siêu quốc gia bị tung tin bất hòa với tổ chức, ban tổ chức nói gì? Hoa hậu siêu quốc gia 2022, Laleela Mswai bị chỉ trích trên mạng xã hội vì nhiều người cho rằng cô bất hòa với tổ chức, chuyện gì đang xảy ra? Mới đây, trên fanpage, ban tổ chức Miss Sabra National đăng tải nội dung giải thích sự vắng mặt của đương kim hoa hậu Laleela Mswai tại mùa giải 2023 đang diễn ra. Gần đây có tin đồn vô căn cứ về việc tại sao hoa hậu siêu quốc gia hiện không ở Ba Lan. Chúng tôi được biết rằng Laleela đã trở thành nạn nhân của bắt nạt trên mạng vì điều này, điều mà chúng tôi hoàn toàn phản đối. Đương kim hoa hậu siêu quốc gia, Laleela Mswai phải tham dự một sự kiện quan trọng ở Nam Phi trước khi tham gia cùng chúng tôi ở Ba Lan. Sự kiện này phù hợp với các mục tiêu tham vọng của Laleela. Cô ấy cũng được sự chấp thuận, hỗ trợ đầy đủ của ban tổ chức để theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp của mình. Chúng tôi rất nóng lòng được gặp bạn sớm ở Ba Lan, Lali. Theo đó, trên các diễn đàn sắc đẹp, lan truyền một số bài viết cho rằng Laleela không tham dự quá trình dự thi của các thí sinh tại Miss Sabra National 2023 là do bất hòa với tổ chức. Đồng thời, nhiều người chỉ trích nàng hậu vô trách nhiệm với cương vị đương kim hoa hậu. Do đó, ban tổ chức cuộc thi phải lên tiếng đính chính cho sự vắng mặt của mỹ nhân Nam Phi. Laleela Mswai sinh năm 1997, đến từ Nam Phi. Cô vượt qua 68 thí sinh đăng quang Hoa hậu siêu quốc gia 2022. Trước đó, người đẹp đạt các danh hiệu khác, Hoa hậu Nam Phi 2021, Á hậu hay Hoa hậu Hoàn Vũ 2021.